thì lấy 200 thôi. Hồi xưa là chưa có điện ấy, hoặc là điện hay bị mất ấy, thì là bà con thường tối trưa ra đây ngủ. Rất là mát. Bà có một cái đặc biệt duy nhất mà bây giờ cũng chưa lý giải được, nhưng cũng có thể là nó không bao giờ có muỗi. Tức là người ta ngủ ở đây rất nhiều rồi, cho nên là không bao giờ có muỗi. Và cái hang này thì thường bị ngập vào mùa mưa là tháng 7, tháng 8, là lúc đấy là nó có thể ngập đến tận nóc hang. Thì lúc đấy là mình sẽ phải đi toàn bộ bằng cái lối bên trên. Còn các mô hình du lịch ở đây là nhà thứ hai làm thôi. Còn cái nhà đầu tiên tí mình xuống ấy thì cũng rất đẹp, nhưng mà họ không làm gì này. Và cái mô hình này thực sự là đang là cái điểm mà mình phải nhân rộng đây. Bởi vì những vị châu này cuối nó quay ra cả đưa lên cái trang Việt Hải Tour luôn đấy. Không, treo đều hai tay. Em phải ngồi trên bên này. Chuyển hướng. Không, em ngồi như thế là đúng rồi đấy. Đâu phải ngồi bên này chứ. Em ngồi như thế là đúng rồi đấy. Đây là đi theo hướng của mình sẽ là đi hang Thiên Đức đấy. Còn nữa này thì sẽ đi đâu anh? Đi hang Thiên Đức. À, trong rừng mọi người sẽ trải nghiệm một cái cảm giác là đạp xe mệt nhưng mà rất là mát. Cố lên. Hưng ơi, Hưng có xuống không? Xuống vào. Cái gì? Không xuống thì thôi. Nói cái gì cười sao lại cười sao kiểu gì mang dạng thế nhỉ?
nhiệt độ chính xác là khoảng rơi tầm 21 độ. 21 độ, các bạn có thể tin được không? Đây, tại khu vực này 21 độ. Trong khi đó ngoài trời nếu mà đo ở cái khu vực trong bóng mát là 30 độ. Con đường là khá là dễ đi. Và các bạn, sau khi đi qua hai đỉnh đồi hơi khó khăn một chút thì chúng tôi đã đến cái đây gọi là Áng Vòng, và diện tích ở đây rất là rộng. Tuy nhiên thì ở đây chưa có một bàn tay con người để làm du lịch, và chúng tôi sẽ làm. Các bạn nghe thấy tiếng ve không ạ? Đây là rừng tre trong Áng Vòng, cảnh sắc thật tuyệt vời. Ở đây nếu mà đầu tư khu du lịch thì rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Chúng ta có thể ngắm những cái võng. Đây là hai bên thân tre, chúng ta cứ ngồi ở đây vừa có thể tắm suối ngay phía bên tay trái của chúng tôi. Đã lên đỉnh, thực sự đã lên đỉnh. Đây là một câu nói rất ý nghĩa, bởi vì sao? Rất cần phải lên được đỉnh. Mời các bạn có thể nhìn view toàn cảnh giữa một cái thung lũng trùng điệp, phía xa xa là biển, chính là bến Việt Hải phía đầu kia.